anh em tập trung ăn Tết tất niên nha các bạn. Đây là sự kiện Hoàng Sang ha, sự kiện Hoàng Sang cùng phu nhân. Đó, gạt chào đua nữa nè. Ồ, mình nấu mới lên tu vô luôn. Quá dữ rồi. Cái bia nó về anh Dậu. Cái bia nó không? Gà kèo nữa vậy. Ai mà tôi mới già luôn chắc. Sớm hả? Tính được mấy cha này nhậu tới 3 giờ sáng luôn chứ. Kiểu này nó ngâm ngâm. Ai biết ngâm ngâm cái này hoài chắc tới sáng luôn quá. Sáng tí nó còn cái ngót cho mình nữa. Cái gì ngót? Trời bỏ. Ừ quên đủ tao. Tao về ba Nguyễn Tông Đốc xin sọt nữa mà. Nó cho cây em ơi. Hả? Bỏ đứt cái loại cây. Lấy gà hả? Hùng Thắng ngồi đi với Khái với Thật lên sau. Đi chợ võ luôn, vậy là Thật với Khái chợ võ luôn. Mà lôi tôi lên, nắm đít tôi lôi lên cây. Này mình đấu nghe nè, bon chen nữa lên tu vô nữa. Mình gượt mình sò nó vậy, gượt mình quýt ô đấy. Ừ vàng đẹp, mới lên luôn. Ủa gì bữa trước mình chạy Vũ, ông Vũ chạy với anh Cây Xăng hả? Hôm qua. Không. Ngày qua Vũ chạy với anh Cây Xăng phải không? Rồi đang quay nè, vô 100% luôn anh em. 1 2 3 vô. 100% nha. Đâu phim nè. Rồi. Vô đi. 1 2 3. 3. Vô. Vô nhiêu? 10. Rồi. Cho. Rồi để cắt. Rồi vô đó anh em mình cầm tổ uống với nói chuyện nhiều để vô vô thằng Thắng vô là nó chịu kẹt dở mình đợi nói chuyện nhiều đi nói nhiều đi để nó vô đó mười rồi vô chú ơi vô chú vô 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 có chú đây chú Năm ở đó là 12 lon luôn trời. Uống xong chú Năm nhận vỏ ra luôn. Chú Năm uống ngồi nhận vỏ luôn. Chú Năm đó đập vỏ không đập vỏ đập vỏ luôn đập luôn vỏ luôn đập luôn vỏ luôn đập cho đúng vỏ luôn mà đúng rồi vỏ hai hai lon rồi này sang nữa nghe xin càng bẻ càng rồi đưa càng nhắn luôn càng nói không càng này có 50 gram không anh Sang? Dạ. Có 50 gram không? Không không. Hơn hả? Càng này hả? Càng này. Đứng đằng quan à? Càng có càng. Nếu đem về tới nhà là hết thịt thầy con. Cái này anh mua góc tượng đá muối. Mua góc tượng đá muối lỗ luôn. Biết cái không nhiều rồi. Cái mình đá cái này mua đây có cái càng bự vậy. Nhưng mà còn thôi bây giờ mày gửi vô đó luộc chín đi mày xách về chứ để mày xách về bánh bỏ vỏ mà hết thịt rồi luộc ăn rồi chứ. Cả cái cả nó tới đó tiền không? Ăn xin đi cạn cái cạn nữa mình. Trời. Để nước sôi hả bỏ vô nước lại. Rồi, thế anh em gạch gốc lên nha các bạn. Này bên anh em anh Tấn với anh Hiếu chuyển dịch rồi anh Tấn với anh Hiếu với anh Tấn chạy chiếc cano luôn anh em, cano ảnh mới hoàn thiện ha, dàn mặt 6 lì vô đi anh Phong ơi, anh Hiếu này anh em ơi, thấy chưa Nam chưa tặng cho anh cái áo nghe Nam. Dạ. Còn áo con tặng cho anh thiếu cái đó nghe. À anh Tuấn nghe Nam ơi. Tuấn anh Tuấn nghịch góc. Nãy giờ chắc. Đây là bạn Vũ chưa không? Thấy chưa? Anh Hòa.
về làm gì? Anh Hòa, anh Tấn, anh Hiếu. Anh Hòa, anh Hiếu, anh Tấn, anh Nam. Nằm thật xuống là chạy chở em quận Nếu. Thật mới kêu quận nha. Chạy về chạy quận cho mấy anh em chim ngưỡng ơi. Chạy chơi nha. Nằm thật xuống thì rồi chạy cho em quận thôi, chạy kia, chạy vô rồi. Thật đang vô tới. Thôi. Chạy 120 cái số anh giờ. Cho Lam tỏ kia có là xe. Này anh em ơi, gạch góc rồi bay. Anh em gạch góc cầu hẻn nha. Tìm của anh Hiếu với anh Tấn. Này là anh Hòa ở gạch góc luật. Dạ. Nam, nằm bên Cao Thái. Bên chuyên về bầu công nghiệp cái này. Ôm nha. Gì đâu. Anh Tấn. Dạ, 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 dạ. Đây, con 6 ly nha anh em ơi. Cano 6m3 ha, hủ vui. Đấy, này anh em tụ họp ăn tất niên nhà mình nha bạn. Mình sẽ cắt xuống tiền. Từ dưới đây là chạy cỡ bao lâu vậy trường? Nãy em lên chắc nửa tiếng hậu gì không có nè. Là chạy dưới trời đó hả? Cái này ngang qua là mình xong là mới chạy ngang qua đúng vậy ta? Ừ, xong chuyện qua. À, là ngang qua cũng có, mình có chạy qua qua luôn ha. Chuyện qua có test rồi. À. Ngọc Hiển, Cành Góc, vô ly ơi. 100% ơi. Đi đi vậy? 100% luôn anh em. Đi đâu đi đâu? Không, vợ bạn sáng hồi lấy máy về. Giờ đâu nhậu được, sang nhậu xỉn rồi lấy máy về. Lấy máy về. Vợ bạn sang chạy máy về đâu nhậu được. Hai người nhậu xỉn rồi sao chạy máy về. Chị Hiền 100% luôn nha. Hả? Dạ không, em xài bốn cỡ phát qua rồi. Đúng rồi. Em chưa có wifi. Thôi mà có nhỏ cái đủ là đúng rồi nha. Ngồi ra ngoài mà giữa cột điện á vô. Ra ngoài giữa vô đâu rồi. Chưa chưa đâu, chưa đâu, chưa đâu. Chưa đâu, chưa đâu. Chưa chưa. Bạn nuốt lên sang nó dốc lên sang. Chào nghe. Ừ. Nuốt đi. Nãy giờ mày uống được nhiêu ly rồi? Nhà nó đỏ tới liền đó. Nhiều lắm rồi. Cái nào? Dạ nghe bộ ơi. Chai. Đây là thành thật nha anh em ơi, thành thật đến từ Phú Tân. Rồi anh Hùng Thắng cũng tới luôn anh em ơi, sự kiện Hùng Thắng với bạn Khái đến từ Phú Tân. Thấy cái chỗ siêu không? Chỗ siêu quyết không? Đây tiếng gửi ông Hầu. Gì đâu mà phát trực tiếp mà nãy giờ mấy ông này nó hoài luôn, điện của Hùng Thắng có hỏi e không? Hỏi e là luôn rồi coi đó. Sang nó giữ chửi suốt luôn vậy. Sao Nhân Hiếu? Sao đã? Anh Thắng với bạn Khái anh em ơi, với Thành Thật. Thắng thì sự kiện Hùng Thắng ha. Hùng Căng, bạn Khái với Thành Thật đến từ Phú Tân. Anh em ăn tết tất niên các bạn. Ê, bả có vô đi chạy. Nó còn bên trong đình bên đó, còn nhà mẹ má bên. Gì là bấm vô không vô nghỉ chơi đâu nghe. Thôi gọi nghe. Bên
Rồi tiếp tục là vô anh em ơi. Quay nói chuyện anh đang. Đâu riêng mình đâu? Để lùi với em đi. Nãy giờ bỏ Lâm rồi, qua Lâm rồi. Lâm. Bạn già chết ta đôi bữa nay. Động đâu là bỏng. Không bây giờ người ba mày bữa nay. Bữa nay được. Con có cha con mạnh mà. Qua. Hả? Dạ, dạ ông khỏe rồi. Mong vô ông mạnh lắm. Vô thật ơi, vô khác ơi. Vô trường. Nam. Chưa. Chưa. Kỹ nghe ruột. Là cái gì vậy nói. Cái nếu. Nam ơi. Trong trăm luôn nghe là coi. Kêu đấu gì bánh ngồi chứ Nam. Vô bốn mà lạng. Có dịp gì thì thật, có dịp gì luôn anh em chơi. Nha. Rồi, băng mình dưới đất nha. Chết ngựa nếu thế nữa. Thì mày, thật là bà, em của Mai Tướng Anh á, Mai Tướng Anh á, mẹ em của Mai Tướng Anh nhà mình. Và cái là tay này quý Việt. Về gì hả? Hoàng Tuấn. Lọt cái đó rồi đi uống với cha nói chuyện hoài.
Uống đi kìa rồi, uống đi. Uống nhìn xe. Uống đi. Xe. Cầm cái gì của sao? Trời ơi, cài đuôi lọt nó. Cầm vô, cầm vô, cầm vô. Có một bạn vô tới, rớt luôn đi. Cầm nè. Cầm dấu, 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 dấu. Mày dám để ngăn cho hiểu đảo không? Mày lấy ngăn cho vô cái trẻ ơi. Để đi đá kìa. Cái đó, cái mì. Khang, anh Tấn với anh Vũ chụp hình cái. Cái này nè. 1, 2, 3. Chụp hình. 1, 2, 3. Vô, vô. Quá được chơi. Để anh nền luôn, để anh nền luôn nha. Lấy nó mình nền anh bự. Mình nấu được luôn. Chào. Quá anh bự không phải. Anh bự, anh nhìn vô luôn. Cái mà nấu biết ngon được. Uống được chưa, uống được chưa. Uống đi. Chưa, uống được chưa. Uống được chưa. 1, 2, 3. Vô. Mày cho uống chưa? Uống ra. Uống nè. Chết cũng hoài à. Làm mẻ đi chứ. Wow, rồi chưa? Cái tao gọi rồi, tao gọi. Cháu yêu uống lẹ chứ trời. Trời ơi. Ông già lẹn tới đâu rồi chứ mới được chưa? Sao tao không còn chưa? Mày chơi mày nó lại chơi 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 lên trên lại. Ba luôn vậy. Yêu lại gì cái gì đâu. Theo. Nhiều an vui.